Chào các em. Hôm nay bài học của chúng ta sẽ học theo chủ đề và đó là chủ đề lớp võ khí. Chủ đề lớp võ khí gồm nội dung chính của 3 bài 17, 18 và 19 và gồm có 5 phần mà chúng ta cần tìm hiểu. 1. Thành phần của không khí. 2. Các khối khí. 3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí. 4. Khí áp, các đai khí áp trên trái đất. 5. Gió và các hoàn lưu khí quyển. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu thành phần của không khí. Dựa vào hình, các thành phần của không khí, em hãy cho biết không khí gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Qua hình, chúng ta thấy được thành phần không khí gồm khí nitơ 78%, oxy 21%, hơi nước và các khí khác chiếm 1%. Lượng hơi nước tuy chiếm tỷ lệ hết sức nhỏ, nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương, mây, mưa. Tiếp theo, ta tìm hiểu về các khối khí. Trên trái đất có địa hình đa dạng, nơi là lục địa, nơi là đại dương. Do đó, bộ phận không khí tiếp xúc với các bề mặt này cũng có những đặc điểm khác nhau về nhiệt độ và độ ẩm. Căn cứ vào nhiệt độ, người ta chia ra gồm khối khí nóng và khối khí lạnh. Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao. Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, nhiệt độ tương đối thấp. Căn cứ vào bề mặt tiếp xúc đại dương hay đất liền, chia ra khối khí lục địa, khối khí đại dương. Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền nên có tính chất tương đối khô. Khối khí đại dương hình thành trên biển hoặc đại dương nên có độ ẩm lớn. Và sau đây là bảng thể hiện vị trí hình thành, tính chất của các khối khí. Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp nên có nhiệt độ tương đối cao. Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao có nhiệt độ tương đối thấp. Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương nên có độ ẩm lớn. Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền nên có tính chất tương đối khô. Các khối khí trên trái đất luôn di chuyển và làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua. Các khối khí chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi chúng đi qua và bị thay đổi tính chất, người ta gọi khối khí bị biến tính. Ví dụ, về mùa đông, khối khí lạnh phía Bắc thường tràn xuống miền Bắc nước ta, làm cho thời tiết trở nên giá lạnh. Chỉ một thời gian sau, chịu ảnh hưởng của mặt đệm, nó dần nóng lên. Chúng ta nói là khối khí lạnh bị biến tính. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về sự thay đổi nhiệt độ của không khí. Theo em, nhiệt độ không khí thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nhiệt độ không khí thay đổi phụ thuộc vào 3 yếu tố. 1. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển. 2. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao. Và cuối cùng, nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ địa lý. Sự tăng giảm nhiệt độ của mặt nước và mặt đất rất khác nhau. Các loại đất, đá trong đất liền mau nóng nhưng cũng mau nguội. Còn nước thì nóng chậm hơn nhưng cũng lâu nguội hơn. Vì vậy vào mùa hạ, mặt đất tỏa nhiệt vào trong không khí nhiều hơn nước ở ngoài biển. Chính vì vậy, vào mùa hạ, trong đất liền nhiệt độ cao hơn, còn ở vùng biển nhiệt độ thấp hơn. Nhưng đến mùa đông thì ngược lại. Trong đất liền có nhiệt độ thấp hơn và vùng biển có nhiệt độ cao hơn. Vì vậy, vào mùa hạ, người ta rất thích du lịch đến những vùng biển vì có khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Hai nhỏ, nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao. Quan
sát hình sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao, ta thấy được nhiệt độ chênh lệch giữa điểm A và điểm B là 6 độ C. Từ đây chúng ta biết được nhiệt độ không khí có sự thay đổi theo độ cao. Và nguyên nhân của sự thay đổi này là do lớp không khí ở dưới thấp chứa nhiều bụi và hơi nước nên hấp thụ được nhiều nhiệt hơn lớp không khí loãng ở trên cao. Chính vì thế, càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm. Và trung bình, lên cao 100m, nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Vì vậy, ở những vùng núi có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên đẹp và thu hút nhiều khách du lịch đến đây. Và đây là Đà Lạt và Sapa, hai điểm du lịch ở vùng núi nổi tiếng của nước ta. Nhìn vào hình, các em có thể thấy được rằng cảnh quan ở hai địa điểm du lịch này rất là đẹp. Ngoài ra, khí hậu ở đây cũng rất là mát mẻ, trong lành. Nên chính vì vậy, nhiều người dân rất thích đến đây để nghỉ dưỡng. Tiếp theo, ba nhỏ, nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ. Quan sát hình, em hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ xích đạo về cực. Nhiệt độ có sự giảm dần từ xích đạo về cực. Ở xích đạo, nhiệt độ là 25 độ C, nhưng khi về đến cực thì chỉ còn có 0 độ C. Nguyên nhân là do ở vùng xích đạo, quanh năm mặt đất nhận được nhiều nhiệt, không khí trên mặt đất cũng nóng. Càng lên gần cực, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn, không khí trên mặt đất cũng nóng ít hơn. Và như vậy, không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao. Và đây là một số hình ảnh về vùng cực. Do nhiệt độ thấp quanh năm nên ở vùng cực có tuyết rơi quanh năm và mặt đất quanh năm bị băng bao phủ. Và tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu phần 4, khí áp, các đai khí áp trên trái đất. Một nhỏ, khí áp là gì? Cô ví dụ phần màu xanh lá cây là bề mặt trái đất và phần màu xanh dương ở phía trên là lớp không khí hay còn gọi là khí quyển bao quanh trái đất của chúng ta. Và chiều dày của lớp khí quyển này lên tới trên 60.000 km và khoảng 90% không khí tập trung ở độ cao 16 km sát mặt đất. Vậy theo em, không khí có trọng lượng hay không? Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có trọng lượng. Và vì khí quyển rất dày nên trọng lượng của nó cũng tạo ra một sức ép lớn lên bề mặt trái đất. Và sức ép đó ta gọi đó là khí áp. Vậy khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt trái đất. Dụng cụ đo khí áp là khí áp kế, và đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân. Có hai loại khí áp, một đó là khí áp kế bằng kim loại, hai đó là khí áp kế bằng thủy ngân. Và đây là hình ảnh của hai loại khí áp. Hai nhỏ, các đai khí áp trên bề mặt trái đất. Quan sát hình, các đai khí áp trên trái đất, em hãy cho biết trên bề mặt trái đất có những khu khí áp nào. Và qua hình chúng ta thấy được trên bề mặt trái đất có khu khí áp cao và khu khí áp thấp. Vậy, em có nhận xét gì về sự phân bố các vành đai khí áp trên bề mặt trái đất? Nhìn hình chúng ta thấy được rằng khí áp được phân bố trên trái đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực. Quan sát hình ta thấy các đai khí áp trên trái đất không được phân bố liên tục mà lại bị chia ra thành các khu khí áp riêng biệt. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất. Vậy, nguyên nhân hình thành các khu khí áp cao và áp thấp trên trái đất là gì? Áp cao được ký hiệu bởi dấu cộng, hình thành ở những nơi có nhiệt độ không khí thấp. Áp thấp ký hiệu bằng dấu trừ, hình thành ở những nơi có nhiệt độ không khí cao. Quan sát hình các đai khí áp trên trái đất, em hãy cho biết các đai áp thấp và đai áp cao phân bố ở những vĩ độ nào. Qua hình chúng ta thấy được rằng các đai áp cao phân bố ở
30 độ Bắc, 30 độ Nam, ở 90 độ Bắc và 90 độ Nam. Các đai áp thấp phân bố ở 0 độ, 60 độ Bắc và 60 độ Nam. Và cuối cùng, cô và các em cùng tìm hiểu về gió và các hoàn lưu khí quyển. Trên trái đất, không khí luôn chuyển động từ nơi có khí áp cao về nơi khí áp thấp, và sự chuyển động của không khí sinh ra gió. Và trên bề mặt trái đất, sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn, và ta gọi đó là hoàn lưu khí quyển. Và bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về các loại gió chính trên trái đất. Quan sát hình các loại gió chính trên trái đất và các hoàn lưu khí quyển, em hãy kể tên các loại gió trên trái đất. Qua hình, chúng ta thấy được trên trái đất có 3 loại gió chính. Trước tiên đó là gió tính phong. Loại gió thứ hai đó là gió tây ôn đới. Và thứ ba là gió đông cực. Và sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về phạm vi hoạt động của từng loại gió. Trên hình, chúng ta thấy được rằng gió tính phong thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ Bắc và 30 độ Nam, hay còn gọi là áp cao chí tuyến, về vĩ độ thấp 0 độ, hay còn gọi là áp thấp xích đạo. Tương tự, gió tây ôn đới thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ Bắc và 30 độ Nam về khoảng vĩ độ 60 độ Bắc và 60 độ Nam. Và cuối cùng, gió đông cực thổi từ khoảng vĩ độ 90 độ Bắc và 90 độ Nam về khoảng vĩ độ 60 độ Bắc và 60 độ Nam. Vậy, chúng ta phải nhớ được rằng gió là sự chuyển động của không khí từ áp cao về áp thấp. Và đây là bảng phạm vi hoạt động của 3 loại gió: tính phong, tây ôn đới và gió đông cực. Các em cùng quan sát lại. Bài học của chúng ta đến đây đã hết. Và sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em nhớ chép bài đầy đủ vào tập. Và đây là phần hướng dẫn ở nhà cho các em. Các em nhớ ghi bài vào tập và chuẩn bị bài thực hành 21. Cô chào các em.